chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha bài trích phô âm theo thánh Luca lời chúa vinh danh chúa khi ấy có mấy người thuộc phái Sadduceo là những người chối không tin có sự sống lại đến gần chúa Giêsu hỏi người rằng thưa thầy Môse đã viết cho chúng tôi nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nói dòng vậy có bảy anh em người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời rằng con cái đời này cưới vợ lấy chồng xong những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa vì họ giống như các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì họ là con cái của sự sống lại về vấn đề kẻ chết sống lại thì mô xê trong đoạn nói về bụi gai khi ông gọi chúa là thiên chúa abraham thiên chúa isaac và thiên chúa jacob thiên chúa không phải là thiên chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống vì mọi người đều sống cho chúa Bây giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa người rằng Lại thầy, thầy dạy đúng lắm Và họ không dám hỏi người về điều gì nữa Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô Tô người khen Chúa Kính thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em. Lời Chúa hôm nay thuộc lại việc nhóm Sa đốc. Một nhóm không tin có sự sống đời sau nên họ nêu lên thắc mắc với Chúa Giêsu về sự sống lại. Đồng thời đó cũng là một cái bẫy để họ có thể gài bẫy Chúa Giêsu về giáo lý mà người đã dạy về sự sống đời sau thật ra vào thời của Chúa Giêsu giới lãnh đạo do thái chia thành nhiều nhóm khác nhau mỗi nhóm có những quan niệm về sự sống đời sau một cách khác nhau chẳng hạn như trong nhóm biệt phái thì có một số người tin rằng có cái sự sống đời sau thì cũng giống như là sự sống trước đó trên trần gian. Nghĩa là con người cũng làm lụng, cũng ăn uống, cũng sống đời vợ chồng. Nhưng mà cái cuộc sống đó nó được sung túc hơn là ở đời này. À, tuy nhiên thì một số khác thì tin rằng cái cuộc sống mai sau là cuộc sống hoàn toàn biến đổi. Còn nhóm Sa đốc trong bài tin mừng hôm nay nói đến thì không tin vào sự sống đời sau đối với họ chết là hết vì vậy mà họ đặt ra một vấn nạn là theo luật mô xê thì nếu người anh lấy vợ nhưng chẳng may chết đi mà chưa có con thì người em phải lấy người vợ của anh mình nghĩa là chị dâu để có con nối dõi tông đường cho anh của mình. À, thế rồi một một sự khi hữu mà họ nghĩ ra cũng có phần mỉa mai trong đó. Họ đưa ra một trường hợp là bảy anh em nhà kia lần lượt cùng lấy một người chị dâu đó nhưng đều chết mà không ai có con. À, sau cùng thì người người đàn bà đó cũng chết. Vậy thì nếu có sự sống lại thì quá phụ này sẽ là vợ của ai vì tất cả bảy anh em đều lấy người đàn bà đó làm vợ một cái câu hỏi xem ra thật khóc búa và những người thuộc nhóm Sadduceo này họ hy vọng Chúa Giêsu sẽ không thể giải quyết được vấn nạn này bên cạnh giáo lý mà Chúa Giêsu dạy về sự sống đời sau Tuy nhiên Chúa Giêsu đã trả lời cho họ một cách chắc chắn rằng Con người cưới vợ lấy chồng Xong những ai sẽ xét đáng được giữ phần đời sau Và được sống lại từ cõi chết Thì sẽ không cưới vợ lấy chồng Họ sẽ không thể chết nữa Vì họ giống như các thiên thần họ là con cái thiên chúa vì họ là con cái của sự sống lại. Điều đó Chúa Giêsu khẳng định cái cuộc sống mai sau khi được phục sinh hoàn toàn, được biến đổi và không giống như cuộc sống trên trần gian này như một số người đã tưởng nghĩ. Do đó, họ Mọi cái tương quan giữa con người với nhau Cũng sẽ được biến đổi và sống trong tương quan Tình yêu của Thiên Chúa Cũng như mang những sắc thái và chiều kích của tình yêu ấy Vì thế mà mỗi cách diễn tả biểu lộ Trong mối tương quan liên hệ con người sống trên trần gian Thì sẽ không còn nữa Câu trả lời của Chúa Giêsu đã không những phá vỡ cái mưu đồ thâm ý của nhóm Sadduceo mà Chúa Giêsu còn mặc khải cho họ một cái sứ điệp quan trọng trong cuộc sống mai hậu đó là khi con người khi còn sống trên trần gian thì cái việc dựng vợ gả chồng nhằm một cái mục đích để lưu truyền nồi giống theo lệnh của Chúa đó là hãy sinh sản đầy mặt đất duy trì nòi giống là vì con người sẽ phải chết nên cần phải có con cái để nối dõi tông đường và đồng thời cũng để thêm số người thờ phượng chúa ở đời này và đời sau nhưng mà khi cuộc sống ở trên thiên quốc mai hậu đó thì hoàn toàn khác họ sẽ tồn tại mãi mãi trong cái sự sống muôn đời họ không cần phải đặt vấn đề là duy trì nồi giống nữa Và họ luôn hưởng hạnh phúc ở bên Chúa Vì thế con người không cần phải dựng vợ gã chồng làm chi Thưa ông bà anh chị em Thật ra nhóm Saduceo không tin hay là họ, họ chối bỏ cái sự sống đời sau Có một cái thâm ý của họ là bởi vì trong cái nhóm này họ quy tụ những thành phần giàu có giai cấp quý tộc và các tư tế nữa họ có dư thừa của cải trần thế họ có quyền và đương nhiên họ cũng sẽ có tiền và có trong tay mọi sự cho đời sống của họ sung túc thì cần gì một cuộc sống khác hơn nữa những người thuộc nhóm sadoceo này lại càng có lý do để tự mãn vì họ nghĩ rằng sự giàu có phú quý được nhiều người do thái hay là chính bản thân của họ coi như là một sự chúc lành của ơn trên do đó giàu có đồng nghĩa là vì họ sống lành thánh dĩ nhiên một cái quan niệm như thế thì vừa biện minh cho cái sự giàu có vừa làm cho con người tự mãn đến độ là chối bỏ cái sự sống mai hậu và dĩ nhiên điều đó sẽ đưa đến một cái hệ lụy ở trong cuộc sống là bởi vì họ quan niệm không có sự sống đời sau cho nên đời này họ phải hưởng thụ cho thỏa lòng những cái có trên trần gian này và một khi cái quan niệm và với cái chủ tâm để họ hưởng thụ thì sẽ không bao giờ đủ để cho họ hưởng thụ bởi vì khi đứng núi này họ sẽ trong núi nọ và họ cũng sẽ không bao giờ sẽ chia với người khác và cứ như vậy thì mỗi ngày họ gom góp thêm cho mình để hưởng thụ và hưởng thụ thì phải cần để gom góp đó là một cái dòng lẫn quẩn thưa ông bà anh chị em hơn hai năm qua những người tin vào Chúa Giêsu Kitô vẫn tin vào lời dạy của Ngài đó là có sự sống lại ở đời sau vì thế mà mọi người luôn sống có định hướng và với cái cùng đích của đời người đó là cái sự sống trong nước trời mai sau vì vậy mà họ luôn sống trong sự công bình sống ngay lành và xem mọi của cải trên trần gian là của chung, mọi người đều hưởng dùng và sẽ chia cho nhau trong tình bác ái huynh đệ rồi để cùng nhau nắm tay đi qua cuộc đời tạm này. Và bên cạnh đó thì có những người sống đời sống tu trì họ tin mạnh mẽ hơn vào cái sự sống đời sau cho nên họ sống trước một cái cuộc sống đời sau ngay tại trên cuộc sống đời này bằng cách là họ tuyên giữ những cái lời khuyên của tin mừng chẳng hạn như là họ sẽ tuyên khấn khấn đời sống độc thân khiết tịnh để chứng minh cái cuộc sống đời sau không dựng vợ gã chồng họ sống trước đời này để chứng minh cái đời sống đó và rồi họ sẽ sống nghèo khó tuyên giữ cái lời khấn khó nghèo để minh chứng cái của cải trần gian nó không đem lại cái hạnh phúc thật cho con người nên con người không quá bám víu lấy nó nó chỉ là một cái phương tiện để đưa chúng ta đến gần Chúa hơn và đến gần anh chị em hơn Và họ cũng sống uh, với lời khấn vân phục Để thể hiện một cái đức tin và cái đức mến Đối với lời dạy của Chúa Giêsu Và họ sống trước cái, cái, cái nhân đức này Ở trên nước trời mái hậu Vì ngày sau sẽ không còn tin nữa Bởi vì mọi sự đã nhãn tiền chỉ còn lại một đức mến mà người ta sống với nhau thưa ông bà anh chị em với sứ điệp lời chúa hôm nay cho chúng ta thêm một lần nữa xác tính điều mà chúng ta hằng tuyên xưng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại tôi tin hằng sống vậy để rồi chúng ta không quá sầu muộn bi quan khi gặp khó khăn trong cái cuộc sống đời tạm này và chúng ta cũng không quá bám víu vào của cái của cải trần thế vì mọi sự đều sẽ qua đi đồng thời luôn ý thức cái sự có sự thưởng phạt công minh trong cái cuộc sống đời sau từ mọi hành vi ở trong cái cuộc sống đời này cho nên đừng có làm những chuyện sai quấy với lương tâm của mình với những điều chúa dạy bởi vì chúng ta phải trả lẽ cho những hành vi đó khi chúng ta bước vào trong cuộc sống đời sau chúng ta xin chúa gìn giữ chúng ta trong niềm tin vào sự sống lại và cho chúng ta kiên trì trong hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau amen